Ok, ok anh em. Thì hôm nay chơi thử một con game mà thuộc khá là nhiều thể loại hỗn tạp với nhau luôn. Trông cũng khá là kỳ lạ đó. Một con game mà có tên là Nông Trại nè. Tao Farmer là ngôi sao nông dân vậy đó. Vlog của vũ trụ. Thì con game này vừa kết hợp thể loại nông trại và Win Excel. Hai cái thể loại mà khá kỳ lạ luôn, vừa làm nông vừa Win Excel nè. Thì Dev cũng để cái BBE lên đầu tiên cho anh em biết luôn. Ngoài ra thì nó còn một cái thẻ nữa là đây, Relax. Relax nhưng mà nó lại là bắn giết rất là căng thẳng, dồn dập, nó cũng có yếu tố thư giãn và vào cốt truyện luôn. Đây là ngoài vũ trụ nha, phản công vũ trụ nè, đồ họa tới giãn, top down cũng nhìn trên xuống. Thì game này là hôm nay ra mắt đó, chắc tầm tối nay là 9 tiếng nữa, chẳng 11 giờ. Thì bây giờ tôi cũng chơi thử con game này nó ra làm sao. Ok. Chưa cài nữa, anh em đợi tí. Mấy cái này là mấy con game nó chưa update hả ta? Sao trên đây là kế tiếp mà dưới đây là hàng chờ là sao? Thằng cái này nó có khác biệt gì không? Mới chơi thì update thì có 200 mấy GB gì? Ok, lỡ update mới chơi luôn. Đây, trong lúc đó thì chúng ta vô game, bắt đầu giờ chơi. Mất bay Unity, thì tương lai Unity của mình á là không còn cái hiện cái dòng chữ mất bay nó một cách ép buộc ở đâu. Bật FPS lên để coi mà nó hoạt động ổn định không ạ. Thì game này trên trang chủ tôi thấy để rất nhiều thứ tiếng luôn. Nhưng đáng tiếc một cái là không có tiếng Việt đâu, nên chúng ta tiếp tục tiếng Anh thôi. Ok, chắc vẫn để cửa sổ cho nó FPS nó ổn định. Đây, volume vẫn hơi lớn, 30 nha. Cái này là loud mid 2 á, là ba cái chế độ của độ phân giải á. Đây, ngôn ngữ rất là nhiều thứ tiếng luôn. Dev rất là đầu tư chỉnh chu luôn. Gedit. Đây là game làm được bởi một người nha, Tyler Golan. Thì đây là những lời cảm ơn đặc biệt. Thì chắc là giúp đỡ anh ấy hoặc là sử dụng appset gì đó. Thật ra mấy cái appset này là không cần đưa ở đây đâu, nên dẫn một link ra ngoài. Rồi ok. Audio music, một số appset trong game. Thì game tôi là appset cũng đi mua gần hết đó, không có sử dụng ở ngoài nữa. Đồ quả hơi to một tí nha. Bấm đâu? Hôm nay à? Đây có chữ nè. Thì thu nhập cái tài nguyên giao đổi để tăng lợi nhuận thì nó như mà nông dân thực thụ thôi. Tìm những loại cây hiếm và mang cái yếu tố phép thuật đó để trồng. Thì thay vì nâng cấp trang bị hay vũ khí súng ống thì bây giờ tôi nghĩ là nâng cấp cây cỏ. Xong rồi đem đi bay mèo. Tôi không biết là nó giảm cái đồ họa trong game là cố ý như thế này hay là mặc định nó luôn. Tên con tàu của mình, con tàu đau lòng đấy. Nhạc nghe hơi đương điệu nha, biết là game nông trại hay là bên đất heo gì nhưng mà làm nhạc như thế này khá là buồn. Shift là nút, còn nút cách là nút gì ta, không có chỉnh được nút. Mình có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đó nè, 8 cái. Cái số 8 là cái gì á? Nhận được cái một cái tín hiệu từ khoảng cách. Nó cái chậm nghiên cứu. Đây là cái chậm nghiên cứu không? Giờ giật mình. Rồi, đi trồng cây thôi. Đây là mình hay là cái NPC gì? Là sao? Cái này là nước không? 10.000 tiền mình ở đâu ta? FPS ổn định rồi tắt đi. Tiền á, cái này là cái gì? 1, 2, 3, không được. Ship ra tốc biến rồi ok. Bằng cassette là ghi lại những audio lót.
Rồi mình nói nó muốn cái giao dịch gì đó chứ mình. Chắc là muốn bán hàng hay là kiểu này dạng như đại lý vậy. Rồi. Nó làm ăn kinh doanh với nhau thôi. Cái cây này là động hay thực vật vậy? Giá mỗi đơn vị là 500. Thực ra không cần ghi giá mỗi đơn vị thôi. Ghi cái giá tiền ở dưới là được rồi, như 500 con rồi là được. Hoặc là 500 sẹt một, chữ như thế này thì rất là nhiều người lười đọc. Rồi, ok, mình săn được cái thứ hiếm hiếm mình đưa cho nó. Rồi, được rồi. Cái này dạng như là kim từ điển á. Gì đây, có con đi gọi bay bay hơn mình rồi. Giờ chúng ta phải đi đâu và làm gì? À, chúng ta có sẵn một cái khu rừng ở đây rồi đây. Cao đi vô thám. Ở đây là nạp nhiên liệu. Lao đây là bị phóng mà phóng cái gì? À đây là dạng như cái độ khó chứ độ chơi vậy đó. 5 top độ khó 1 sao đi. Cần phải có nhiên liệu gì đó. Tiền mình nắm đâu ta? Có khi là số 0 này là tiền của mình á. Này là gì? Đây là cái khu vườn thôi. Như anh em thấy là bên đây là giá 1.000, bên đây giá 5.000, rồi xong rồi ở dưới là giá là 10.000. Thì chắc sau này mình xây làm nông mình mở rộng ra. Mấy cái này giá cũng rất là mắc luôn. Cao đi vô thám mà đi đâu. À, dạng đi thu nhập mấy cái nguyên liệu vậy. Lấy tàu này hơi khó khó nha. Tôi không quen cái kiểu lấy tàu vũ trụ một tí. Cục bự bự vô được không? Tăng tốc không? Không, nó chỉ bay từ từ thôi. Cái gì thế này nè? Không được, cái này chắc là vật thể để vô thôi. Không tương tác được. Enough full fill. Đã đủ nguyên liệu rồi. Lụm hay lụm vô hết chứ. Lụm tham con người vô đáy mà. Làm gì có chuyện đi tí về được. Con tàu thì đỡ bể rồi. Ủa sao vậy? Hay là phải vô cái đường lỗ dưới này. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi về được luôn. Đây, mình đã có nhiên liệu. Thì đi con ở đây xuống lấy cây. Cái dòng này chắc là dòng nước á, nó nằm gốc trái dưới nè. Này phải chọn cái số này dưới đây trước nha mới đi vô trồng. Ok, rồi giờ tưới nước làm sao?
Rồi mình quay tới bằng tay nữa chứ. Còn đi coi là tính đâu nó làm tự động, hóa ra đi theo nó xịt giùm mình thôi. Thực ra là không cần phải camera zoom cận cảnh khuôn mặt gì đâu. Nhất là mình không tập trung vô design nhân vật á, thì tốt nhất lên làm như mấy kiểu game tàu á, để cái hình nhân vật bên đây nè, xong rồi cái hộp thoại thông báo ở giữa. Thì cái mũi tên này nó cũng chỉ sai hướng đó nè, cho đặt nhân vật ở đây. Năng lượng mình bỏ vô đâu ta? Bây giờ bắt đầu mình đi chinh chiến nhân hồn đó. Có năng lượng rồi. Đây là cái gì đây? Cái này là chủ yếu nâng cấp cho cái con Digon để làm việc thôi. Nano là sao? Không được lấy cả ba. À đây là thì cái dạng bullet hell nên mà nó tự bắn hết, mình chả cần làm gì đâu. Nhưng mà phải thiếu cái phần âm thanh nha. Âm thanh đạn đạo hay là va chạm nhé. Mỗi lần mình lướt lên là tốc biến á, thì sẽ gây ra cái diện rộng. Thêm hai Digon vô cái đội hình của mình. Đó có ba con bắn cho nó nhanh. Ủa ba con này nó có làm gì đâu? À nó chỉ đi đều quặng thôi. Cái trình độ mình là gì đó? Thêm ba cái lỗ mà lỗ đen, ngẫu nhiên cổng dịch chuyển. À, không biết nó đi đâu thôi. Lũ đạn đó đi vô cái mất khúc máu. Bốn trên năm rồi đó, không biết 5/5 thì có boss đâu. Hồi ba máu, tăng cái tốc độ bắn của con nano. Không không có cái random teleport gì nữa, bắn nhanh lên. Con này gì đây, giống chích gần quá vậy. Cái pho tòa này khi về sau mà đông quái quá thì mình mới dùng nó né đạn thôi, còn hiện tại thì gần như nó bóp hơi nhiều quá. Một con nano, hai con pho tòa nano target. Mấy cái này tốt nhất là có thể thì nên chuyển qua dạng icon đi. Tốc độ di chuyển cho anh thu nhập nhanh hơn cũng được. Có cái gì giữa nè, một cái mà ghi chú mới, lời nhắn bằng âm thanh á, chắc là của những người tiền nhiệm hay là ai đó để lại. Năm hành tinh độ dài 3 phút, không kia đít 4 xít những phép một lót audio không thu nhập gì mới. Game này cái phần audio nên chú trọng nhiều hơn nha. Gameplay thì có hướng phát triển đó, nhưng mà đồ họa này thì kén người chơi. Ship nói chuyện với mình luôn, tất cả các hệ thống thì đều hoạt động bình thường. Mình đã có cái bản đồ rồi, xong cái hạng 1 ở đó hả? Khá nhanh vậy, mình được cái hạng màu tím gì nè. Tiền ở đâu ta? Thu hoạch, thu hoạch.
chúng ta chưa có hạt gì mới cả. Nghe đâu chim cánh cụt đi bộ trong quán bar, tôi không có đơn đặt hàng cục đá gì đấy. Từ những động vật của quán lãng quên mà tuyệt chủng nha. Ủa mình đang làm gì quên mẹ ơi. 1.000 đi lụm quặng tiếp thôi. Tôi không biết cái đầu con tàu vũ trụ nó nằm đâu luôn. Chấm xanh xanh đang di chuyển này mất tiêu rồi. Đây là tiền của mình nè, nó là không nè. Hiện tại chưa biết cách nào để mà kiếm ra tiền. Cục này to thế mà không vô được, vậy thôi. Nhiên liệu mình ở đây dạng như bình xăng vậy á, không có icon nào đẹp hơn. Mà tiền kiếm đâu ra bây giờ. Đây là cái băng cassette nãy mình đem về nè, nó nằm đây nè. Trong này không tương tác nữa gì cả, chỉ là một cái căn phòng bình thường đưa vô design thôi. Trong có cái cửa đi lên tầng trên nè, để sau này làm ăn cho nó dễ. Đục hai cái cửa ngay đây nè. Con gì vậy? Ủa cây này nhanh quá ta. À chưa tưới. Bây giờ 20 gao. Mình sẽ nhặt được tất cả các hạt giống luôn, bất kể khoảng cách nó là bao xa. Không biết gì hết, lấy đại đi. Này dạng như vũ khí cận chiến này. Đi dạ. Con gôn của mình nó không bay theo quá ta. Này khó chơi phết đó chứ. Thằng đá sét thì ở gần thì nó giật sét không có hiểu. Nên làm thêm mà ít biết nha audio á. Cái game chỉ đi bộ mà không có tiếng thì cảm giác khá là kỳ thiệt. Ủa 2/20 luôn mà. Một giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu, bắt đầu có gái đó anh em.
Nghi cái bóng hình đó là chủ nhân cái con rùa mà cái trí tuệ nhân tạo trên tàu thôi. Biết nào mới có tiền rồi. Sẽ quay lại giao một nữa. Tăng may mắn à, tăng may mắn thì có được cái gì không? Nhân phẩm tôi thì nó kém lắm. Mình đi bộ mà như ông già đang bò nè. Mấy gòn của mình khá là yếu nha, nó bắn 15 đam à. Cái giống mới hay gì á? Tôi mới thấy cái gì lụm được cái gì cơ. Tìm được cái mảnh của nội thất để trang trí căn phòng. Một cái tia laser sẽ xoay quanh mình. Có cơ hội hồi máu. Nhìn đúng anh nông dân luôn, cái gì đây? Sau này cái map nó lớn cái nào trời. Như chúng ta thu được cái giống cây mới gì đó. Game này game lay có chiều sâu đó, nhưng mà phần đồ họa âm thanh còn phải cải thiện rất nhiều. Đó, năm hàng đệ luôn. Nó đi đầu bạn mà nó không lo giúp mình. Cái cây này nó đầy là sao ta? Tháo vết bơm. Tăng thêm cái hiệu ứng sụt lên. Tỏa thuận với quỷ. Thôi, may mắn mình đã thấp rồi. À, nó có màu sắc nữa nè. Quái đông dữ gì nè. Cái nó thất bại làm sao? Là mình phải thu được đầy cái cây trong cái khoảng thời gian đi đúng không? À. Rồi ok hiểu rồi. Chúng ta được cái thứ ba với cái năm. Có thư. Tôi biết bạn đã tìm thấy một cái bản đồ ngôi sao mới.
thư nữa. Xong cái khai đó, cái này vẫn chưa có gì hết. Cái cây này ngoài đi bán là mình có được cái gì nữa không ta? Đó, bắt đầu có tiền rồi đó. Chúng ta bắt đầu lên đời thôi. Nắm ngang. Ôi ôi, hết tiền rồi. Cày cuốc cả ngày. Gà nè. Cái gì? Máy nó hiện ra ngay mình. Nó đem gì? Bắn mạnh chứ. Chở bù bọn nãy. Mỗi lần mất máu thì sẽ nổ đau trên diện rộng. Chuối nước nóng. Nhiệm vụ của mình là đi chặt cây thôi, nên không có quan tâm cái bọn đó. Rồi, hạt giống nữa này. Xong kịp chợ. Tăng git. Tăng git là git đam hay là git gây ta? Bắt đầu quái nó trâu hơn rồi đó. Ok chưa, đủ chưa? Rồi ok. May mắn này chả biết tác dụng gì. Nó có ảnh hưởng chỉ số ghét thì là chí mạng vô. Không kịp rồi, tới đây là hết kịp rồi. Được có ba hạt giống à, mà chưa có cây nào mới nữa, thì không biết tới chừng nào mà mới khá giả được á. Con này não lớn vậy. Có tiền thì chúng ta tiếp tục phung phí.
tốc độ đạn đạo nhanh hơn, nâng cái tầm đánh. Biến não qua được màn 2. Cái gì? Yippee là cái gì? Tốc độ hả? Chứ nó Gip Dam 6 con gold. Nó có màu vàng với màu tím à. Mỗi cái màu nó nâng cấp đó giá. Sáu con mà sao nó yếu xìu vậy? Được cái ly gì nè? Được cái hạt giống tím. Tăng chí mạng lên. Ok. Năm chục lên được 58 à. Thua cái con gòn nữa. Wow, cái bọng gì. Đầu quản. Tập trung giết mấy con này nè. Nó có đồ. Game này còn âm thanh thiếu thốn quá. Gì nổ ghê vậy? Gon mình có đâu hết trơn này. Rồi đi đạo đây. Nãy tầm này là mình thua rồi. Vẫn không kịp à, vừa kịp luôn. Giao nãy giờ đủ thì giao này coi như xong rồi đó. Không cần hồi máu đâu, tập trung nhiều quá lực thôi. Có nội thất mới, chưa có cây mới. Nhanh lên, nhanh lên. Rồi kìa bay. Có cây gì dưới này nè. Hai con nữa. Bắn thêm một tia bên phải hay gì đó. Đó. Bắn thêm tiêu bên phải nữa. Bà mà không. Không kịp rồi. 8 giây kiểu gì kịp nói. À kịp rồi. Không cần phải làm hết. Đấy chết giỡn. Có gì giữa nè. Tăng em sức mạnh nano. Rồi hẻo luôn. Chúng ta 8 hạt giống mới. Một cái bộ thu nhập mới gì đó. Cái cây gì mà hí ốm vậy nè. Còn một hạt giống. Bán hàng anh ơi, bán hàng. Giá xuống còn có 80 à.
Thực ra cái tầm đánh thì nó không quan trọng cho lắm. Này thì quái. Nãy được 6 gol đó mà vẫn toàn. Gì đây? Dạng như con salam vậy. Này không ngon nha. Nhìn vậy chứ mà DPS nó thấp lắm. Coi con bơm này nó là sao. Được đam có vẻ là ngon nghẻ. Hay giống hay giống. Mình sẽ diệt hết những con mà có cái cọng cỏ trên đầu. Bấm đó, bấm đó. Gì đây? Cô báo. Tăng cái giết đam. Ok, cho thì cứ lấy thôi. Cái chọn gì? Đấy. Không kịp kìa. Kể có 5 hạt giống đi trồng tiếp. Cây lớn rồi. Này mất giá mà không bán đâu. Con này nó giá đang cao là 660 rồi. Có cái hai cái dạch này thì trên là khoảng 5-10% á. Ship teleport là sao không biết nữa. Tốc độ đạn đạo này không nên lấy thẳng đầm luôn. Hồi nãy là 50 11 gì đó. Tí nữa thì sẽ ưu tiên lấy thời gian. Cái thời gian rất là quan trọng game này luôn. Năm chục lên 57 hả? Cũng được. Imagine. Lấy nào ta? Bơm đi. Nãy con bơm nổi ở đầu lâu có vẻ hiệu quả. Đó, thả nguyên chế luôn rồi. Nhưng mà hơi chậm nha. Sao? Nãy giờ mình chủ yếu lượm gác hơi bị nhiều. Bốn rồi. Bơm 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 sao bơm gớp mình đó. Triple kill
cây gì dưới này nè. Rồi cua bắp rồi, lấy hai con nữa thôi. Bơm đâu rồi, bơm đâu rồi? Bơm 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 bơm. Vừa đủ kịp. Cái map này cái gì mà hơi bị khó đó nha. Nó khó hơn mấy cái màn sau nữa. Mưa acid. Đó là nổ gì nữa hả? Đam hơi bé cái ba máy à. Hạt giống mới, hạt giống. Nhân vật mình đi chậm dữ thiệt á. Cái mưa cái bộ không ngon bằng cái bơm. Có cái dòng gì xung quanh mình nè. Nông trại bên đất heo á, ai dạ. Tự nhiên nhớ đến thể loại đó. Bơm nó hết rồi. Rồi không kịp giờ rồi. Mấy cái map mà chiều dọc dài dài gì mình đi chậm quá là thôi luôn. Hết ngày rồi, 4 ngày rồi. Phải dùng quanh tưới nữa chứ. Con gôn này là mình đem vô có được không ta? Hay là nó chỉ bay bay ở ngoài thôi? Để 5.000 mua con này luôn. 5.000 người mua thử nó. Nó để cái màu cam đó là chắc gửi ý á. Hàng hiếm á. Hoặc là hàng quan trọng. Bắn nhanh hơn. Gôn mình nó sẽ bắn nhanh hơn. Cái hồng tâm để làm cái gì ta? Cái này màu đỏ, màu đỏ là màu đồng là cùi nhất cái gì? Đây là nó mạnh nhất. Hình như được cái khiêu đánh lan anh em ơi. Tôi giờ nãy chưa kịp đọc nữa. Được 2 tia nè. Hai tia thì chắc nhanh hơn gấp đôi. Cái này là cái đỏ đỏ là cái gì ta? Con cây dưới này. Mày trốn hả? Mày trốn hả? Đây bom đây, bom đây.
cảm giác mình bắn nhanh phết đó chứ. Mắt để bàn không, bắt đầu mỗi dao tôi đeo vọt mà. Sao đưa nó trâu vậy ta, chứ bơm mình mà còn không thấm luôn. Xong chưa? Còn cây nữa đâu? Còn con này nữa. Nhạc nghe khá là chán à. Đúng là phần audio là khuyết điểm lớn nhất của game này. Map này là dễ nhất. Lại mất hai máu quá mà. Thêm cái ọt bên tay trái, bắn nữa đã. Này cái gì đây? Nội thất mới hả? Hình như để giống cây mới. Lại mất máu. Còn con như này. Con này. Hai con bên này. Lại tình. Ngon. Nước được sang xuyên núi luôn. Giờ đúng nghĩa đi tàn sát của nó rồi đó. Cái gì đây? Bút đi đây cái gì? Bà con. Được cái giống cây mới chứ không phải nội thất. Két 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 két. Cái này là khi đi gon nó đầy á thì nó quay về bên mình. Ê, cứ... ê, ê. Cái hành tinh gì thấy gớm gì nè. Đợt này là thu hoạch khá khẩm luôn đó. Làm ăn khấm khá ra phết. Thêm một tốc biến hồi 5 máu. Bọn đi gòn. Gòn đi. Obi á. Tăng thêm xét.
Fate Demon. Sao đi chậm như con rùa vậy nè? Ngon. Bom bom. Rồi đủ rồi. Giờ đi tàn phá thôi. Bốc hơi luôn. Rồi sao tự nhiên mình bắn nhanh dữ vậy đó? Cái này ngon á, là mới đầu tiên vô nó tay le mình ngay đó luôn thì đỡ khoảng thời gian di chuyển, đỡ tốn vài giây đi dưới lên nè. Ấy da, phim được cái gì cơ, có hành tụ gì cơ? Trời lo nhìn cái thành tựu. Còn 3 máu à, giờ sao phải kiếm máu mới được. Bốn năng lượng. Chỉ số năng lượng đâu, cái thứ đâu đâu. Đau, còn 2 máu à. Một máu, đụng phát nữa là chuyển sinh luôn đó nha. Bình tĩnh mấy bạn ơi. Rồi, bay màu. Nói chung là thu hoạch đợt này khá nhất rồi đó. Cái gì trên bàn kìa? Mấy cái trang bị nội thất nè. Nội thất mình đã được nâng cấp. Cái con này cũng tính là nội thất đó hả? Thu hoạch. Bốn ba bảy bảy với bốn này nó 10 thiếu ngôn. Hạn về anh em ơi, cái này lên 5 đồng nữa, cái này giá vẫn thấp. Này xuống giá luôn rồi. Hai trăm tư. Bán đại đi. Có một cái trang một với thôi. Lại cố gắng vượt qua level 3. Nữa level 2 chứ. Mình mua con gold nãy có tác dụng méo gì trong giao tranh này đâu. Nè được hai cái trên đầu nè. Chạy đâu con sâu.
ý quan mạng một máu. Bàn đệ theo anh. Ok chưa? Lấy lượng bù chất. Mình dọn bên đó, bày đệ của mình nó dọn bên đây. Hồi máu nhìn mỗi phát tánh. Counter gold là sao ta? Tôi chưa cần hồi máu đâu, bà nên cần không? Lấy gold này thử coi. Bảy cây luôn kìa, đứng cho nó chạy. Mấy gòn của mình nó hết gói gì. Sao? Ấy da. Đủ đạn nha nó. Mấy gòn mình sẽ nhanh hơn. Có gòn bơm chưa? Gòn bơm nó liêm áp rất là nhanh luôn nha. Ok đủ rồi. Cuộn băng đó nè, cuộn nãy thì chưa mở nữa. Có con bơm nổ cái nguyên bậy nó nhanh gọn. Rồi đủ rồi, đầu gom hàng thôi. Sao nó nổ cái gì mà thấy ghê đó, bụp 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 luôn. Không cần hệt giống. Tôi né già cả rồi nên né đòn nó chậm chạp lắm. Nghe cái màn khó nhất nữa. Thua tới nơi rồi báo gì nữa. Rồi đủ kịp cây rồi. Cái map này là khó nhất. Vừa kịp á, 1 giây hay cuối, 2 giây cuối vừa luôn. Mình có máu mình lấy cái bên đây khá ngon nè, nhưng mà vẫn cần đam hơn, mình sắp trễ rồi. Mới nói xong. Đạn nó bay tán loạn đó nha.
Đi ra. Rồi, trễ giờ rồi, vừa kịp. Nhờ mấy con gôn của mình nó gánh đó. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cassette, cassette. Rồi kịp rồi. Kịp rồi, bắt đầu né giữ máu thôi. Không nên tham lam quá. Ngon. Nhưng mà sợ không qua được kịp cái màn này. Không kịp rồi, không kịp rồi. Coi vừa đủ cháy. Nano bazooka. Bazooka này giống bom gì mà dễ control hơn. Bắn đi bazooka. Nó bazooka. Hình như cái màu đỏ là cái xịn nhất. Nào. Đây bơm nè, bơm nè. Ôi, căng thẳng quá. Không có audio gì, anh cảm giác như là mất tiếng nữa. Bữa nó một nồi nữa. Giàu có đó, chúng ta sắp thành triệu phú nông dân này. Ba tia bán cho nó nhanh. Cái giá giờ tôi cần máu rồi đó. Màu đỏ vẫn là ngon nhất, kiếm màu đỏ thôi. Một vô anh tốc độ thêm vô bài thi của mình. Giật đi chậm như gôi á.
Trốn 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 trốn. Đây 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 đây. Cái gì đây, cái gì đây? Trời ơi, đi tới đó rồi, bị gì lướt vô. Rồi mới mất máu thử một phát mà chả tác dụng như mấy luôn. Cái đó đúng cùi luôn rồi. Bắt đầu đạn nó bay tán loạn vậy nè. Rồi quay cuối, quay cuối. Sức mạnh nano, công nghệ nano của Tony Stark. Đây game sinh tồn rồi, sống đi, tôi chỉ cần sống thôi. Bây giờ ok đó, qua màn rồi, ngon. 58 cây mới. Gì đây? Con này sao nó lơ lửng là vậy? Đó. Vụ mùa bội thu. Con tí cây cỏ lên nè, thấy không? Kinh tế khó khăn vậy đó. Phải đi ra, đi vô cái mới mở được. Cái lỗi bết con game đó. Bắt đầu một cái hành tinh mới để khám phá rồi đó. 66 ngôi sao được đánh dấu. 65. Tôi vẫn nghi là con tàu mẹ thôi. Mình sẽ đi khám phá coi có cái gì mới không. Wow. Nhiều hành tinh phết chứ.
mà lấy ba này về làm gì đó, cái gác là cái gì? Tiền đâu mà nâng cấp đi. Có thấy nhanh hơn miếng nào đâu, vẫn đi như rùa mà. Bắt đầu quái nó trâu hơn rất là nhiều luôn đó. Quá nhiều thì cái cục này nó mới ngon, với cái map rộng rộng như nãy á. Mẹ gì vậy? Nội thất mới. Ok, qua màn một đống gác luôn. Mang gòn nãy nó bỏ tôi. Cái dừa. Hoàn mạng một máu. Chưa có cái màu đỏ luôn nha. Này nâng cho cái cục đó thôi. Một gòn lấy làm cái gì? Nó có mấy con hai mắt này nó chạy quá nhanh luôn. Để giá. Mình đã lấy tăng tốc độ di chuyển đó mà còn không bằng nó nữa. Xót cái cây cho anh. 20 quay. 2 cục. Bây giờ né không được. Biết gì lướt này. Bơm. Mày giống màu đỏ kìa. Hào gòn nó khác là nó màu gòn nha. Mấy hào gòn của mình nó hung hãn hơn cái gì. Trời, chạy thẳng vô quái luôn. Khó nhìn quá. Rồi dính viên đạn nữa, còn 2 máu à. Sắp về đó. Thank you.
Một máu. Matthew. Tăng được một máu tôi đã. Game này phải thêm một cái hai cái skill chủ động nữa thì ngon. Kịp không? 8 giây nữa. Rồi ok. Hình như 10 quay mình được hồi máu gì vậy? Hiểu quá. Trời dĩ mệt chứ. Được mấy cái nội thất mới nữa nè. Đi đặt cái chậu cây trong cái giường cây. Được giá, được giá, đẩy. Luôn vậy anh. Đóng thư luôn, đừng biến động quá. Xét này nó chỉ đồ mục tiêu thôi. Cầm cái canon vô thì đi rất là chậm luôn. Không né được luôn rồi. Thua luôn rồi. Một pha chơi vào lòng đất. Cây này giờ lớn màu á.
Hình như 10 tầng là nó hồi máu cho mình hay gì á. Sáu con độc. Rớt ra màu đỏ nhiều nhiều vậy coi ngon không? Cái đó không phải nội thất hả? Hình như lượm được con gôn mới gì đó. Cái giá. Đó. Rồi như hạch luôn. Lên không có đạm ơi à, bây giờ nó dí mình quá. Còn rồi kiếm đàm mau mới được. Cùi quá cùi luôn. Không kịp giờ rồi, không kịp. Ok, đem chín hạt về trồng cũng được. À, không phải con gôn mà dạng như con búp bê đi như xác ướp đi vô nhà mình chơi nha. Bây giờ có mấy con đi gòn nó làm sẵn cho nè. Chiến nữa nghỉ nha. Chả thấy bắn nhanh hơn nhiều cả.
Lia cũng khá nhanh rồi đó. Nhưng mà mấy cái đầu đơn mục tiêu thì Lia đừng gì thôi. Mấy con này nó nhanh dữ vậy đó. Gold mình nhiều nên cho nó tăng cái tốc độ thu hoạch lên. Đau. Đấy, cát cát muốn chơi hai ba quả cây với quả núi đó. Bây giờ vừa cần máu vừa thiếu đam eo nữa. Nãy mình thỏa thuận với quỷ dữ là mình lấy đam, nhưng mà bù lại thì chỉ số may mắn mình rất thấp, thành ra bây giờ là mấy cái quay phần thưởng ở gắn người cùi luôn. Bây giờ toàn đồ trắng với xanh không đó, lấy lại tí may mắn bù lỗ. Không kịp rồi. Cây cú. Thêm 3 vô cây nữa. Nó tự tròn cho mình hết rồi, mình chả làm gì luôn. Không tưới nước hả bay? Lên giá làm lại cú nữa, làm cuối cùng. Đam lên được cái tí tẹo mà. Cái thỏa thuận với quỷ dữ nãy thì nên lấy ở mấy gâu cuối.
lấy mấy dao đầu xong đồ nó ra quá cùi luôn. Mười lăm đam à? Nhưng mà đừng cái nào ai à? Một bầy gón 6 con. Ấy da. Bắt đầu mình đi chậm dữ đó. Cần phải tăng tốc độ mới được. Không có là to rồi. Cũng vẫn chậm à, đi nhanh hơn được chút xíu à. Chị cũng dính nữa. Đủ rồi, rút thôi. Bỏ tay, kẹt ngay cây. Tay le không qua. Này là hạch phái gì đó. À, bắn được 4 hướng. Thay vì trái phải thì bây giờ đã bắn được 4 hướng. Coi như là cũng có một tí AOE đó. Cái gì bự vậy? Tốc độ hoặc là máu. Bắn 4 hướng mà bắn gấp đôi hai đường đạn nữa. Đúng là ngon. Hồi đường máu rồi. Gương 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 trời ơi, đi tới đó không lụm được cái gương. Thôi lấy tóc biến này, lấy gòn nữa chắc đi không nổi luôn. Do 10 rồi được hồi máu, mình có cây chuối gì nữa nè.
Nhanh lẹ đi. Ê, tốc độ di chuyển. Đấy, tốc độ di chuyển ưu tiên là giờ đi cũng tạm tạm lại đó. Có lấy thêm được dây nào đâu ta? Mấy gòn của mình giờ nó đào hết nổi rồi. Giờ tụi nó giàu quá. Chuẩn gốc luôn, đủ chưa? Ngọt của mình nó mạnh hơn tí. Rồi mất một máu nữa, còn ba máu à. Hết giờ. Bây giờ là vẫn còn máu. Hai máu tối đa hả? Máu tím, máu đỏ lấy cái máu này lấy phí. Quỷ cây đỏ này nó bắt. Ý, 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 ý. Ý.
Phải giá gốc đâu nữa mà né. Mất 2 máu, cộng 3 máu mất lại 2 máu. Mấy cây đỏ này rất là nguy hiểm nè, khi mà còn mấy cái cây xanh xung quanh đó thì nó bắn mình còn có vật cản, một khi mình farm hết rồi là cái đạn đảo nó bay bích màn hình luôn. Nên mỗi lần thấy mà nó nhúng lên chuẩn bị bắn thì cắm đầu mà lướt vô mấy cái cây trốn. Một áo hồi nữa chứ. Rồi đợt này nó để mà ba cái thu hoạch thua quá. Bên đây đông hơn. Không biết kịp giờ không. Ok, vừa kịp. Mình lại mất một máu. Gần cuối đó. Giờ này hồi máu không méo gì đó. Con gì con ma cái kim kinh dị à. Chúng ta kết thúc level 3 đây. Nói chung đã unlock được level 4. Thêm một đống hệt giống luôn. Về tôi trồng một mớ dạo một cái khu vườn này nghỉ 10 ngày rồi, 2 giờ sáng rồi. Chứ mới an ninh đang rất là thấp. Nhà gì mà lôi nhói nhanh. Nó thầy giống rồi đó. Không có con nào hết, có mỗi 2 cây 197. Còn 3 cái này giá đang mất. Cái này bán được 8.900. 6.000, 3.000, 5.000. Cái này giống rồi, nói chung thì ok. Game này tạm ổn. Khuyết điểm duy nhất của game này chính là cái phần âm thanh với cái đồ họa hơi kén người chơi thôi. Nãy giờ đi lụm đường nhiêu đây nè. Bye bye anh em, hẹn chị khác gặp lại.